Chiều qua ngày 9 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng với đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác ứng phó thiên tai do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Theo thống kê, mưa lũ tại Lào Cai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến 16 người tử vong, 12 người mất tích và 15 người bị thương. 1.200 nhà cửa bị ảnh hưởng, gần 900 hecta hoa màu bị vùi lấp, ước thiệt hại khoảng trên 100 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã gửi lời chia sẻ tới người dân và đánh giá cao các biện pháp ứng phó kịp thời của tỉnh Lào Cai, đồng thời chỉ đạo cần bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia cứu hộ, rà soát khó khăn để báo cáo chính phủ hỗ trợ. Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai. Hôm qua, đoàn đại biểu lãnh đạo của tỉnh Ninh Bình đã đến thăm động viên và chia buồn với gia đình Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, quê xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3 đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 3 tại Quảng Ninh. Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình đã đến thăm động viên gia đình Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, người đã hy sinh trong nhiệm vụ phòng chống bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh. Ngày 7 tháng 9, nhận được đề nghị của nhân dân thôn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, khi đang hỗ trợ người dân trăng chống nhà cửa, đồng chí Khiêm đã dũng cảm lao vào cứu đồng đội và bị cây đè trúng. Bộ Quốc phòng đã truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ thượng úy lên đại úy và truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đồng chí. Đoàn đã ân cần chia sẻ nỗi đau với gia đình, mong họ sớm vượt qua mất mát và đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình về vật chất và tinh thần. Cũng trong ngày hôm qua, theo quyết định số 893 của Chủ tịch nước Tô Lâm, đại úy Nguyễn Đình Khiêm được truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão số 3, bão Yagi tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Vào hồi 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2024, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, đồng chí Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm cùng đồng đội cơ động đã giúp nhân dân thôn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh ứng phó với cơn bão số 3. Quá trình cơ động làm nhiệm vụ trong mưa bão, đồng chí đã bị cây đổ, đè trúng, bị thương nặng, được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Liêu, nhưng do bị thương quá nặng, đồng chí đã mất tại bệnh viện. Đồng chí Nguyễn Đình Khiêm đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân phòng chống bão số 3. Sự hy sinh của đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Trong ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng đã truy tặng quân hàm sĩ quan trước niên hạn từ cấp thượng úy lên đại úy đối với đồng chí Nguyễn Đình Khiêm. Sau cơn bão số 3, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương khắc phục hệ thống thông tin liên lạc. Và đến sáng ngày 9 tháng 9, thì hệ thống thông tin liên lạc tại Cô Tô cơ bản đã được khôi phục. Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề tại huyện Cô Tô, làm mất điện và đứt trên 50 vị trí dây điện. Hệ thống viễn thông cũng bị mất kết nối từ 8 giờ ngày 7 tháng 9. Hiện có 55 cột điện bị đổ gãy và 1.750 mét dây điện bị rơi. Ngành điện tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương khắc phục sự cố, huy động lực lượng bổ sung. Ngoài việc tập trung khắc phục các đường dây, thiết bị điện nhằm sớm có điện sinh hoạt trở lại và tín hiệu điện để bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt, huyện đảo Cô Tô đang huy động tối đa các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả của bão, sửa chữa tạm thời nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, cắt dọn cây đổ ven đường. Hiện tại tỉnh Hải Dương còn khoảng 220.000 khách hàng bị mất điện, chiếm khoảng 30% tổng số khách hàng. Ngành điện lực đang khẩn trương khắc phục sự cố với 33 trên 154 đường dây trung áp và 7 đường dây 110 kV vẫn đang mất điện. Trong đó trạm biến áp 110 kV Cộng Hòa 2 chưa khôi phục do sự cố nguồn tại trạm 110 kV Tràng Bạch và Phả Lại. Thiệt hại chủ yếu tập trung tại thị xã Kinh Môn và thành phố Chí Linh. Ngành viễn thông cũng đang tích cực khôi phục dịch vụ để phục vụ khách hàng trong thời gian sớm nhất. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các nhà máy nhiệt điện tại vùng Đông Bắc đã phải tạm dừng phát điện lên lưới để bảo đảm an toàn. Hiện công tác rà soát tổn thất và khắc phục ảnh hưởng đang được các đơn vị gấp rút triển khai. Do ảnh hưởng của bão số 3, tính đến thời điểm 6 giờ ngày 8 tháng 9, có 22 tổ máy nhiệt điện than ngừng sự cố, ngừng dự phòng với tổng công suất khoảng 7.100 MW. Trong đó, nhà máy nhiệt than mất điện như Mông Dương 1, Mông Dương 2, Thăng Long, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Mạo Khê, Uông Bí. Toàn bộ 4 tổ máy của công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh phải tạm ngừng do ảnh hưởng cơn bão tác động đến hệ thống truyền tải. Do đó là các tổ máy không thể phát điện được. Thứ hai nữa là cơn bão nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống thiết bị
và cơ sở hạ tầng. Đối với hai tổ máy thì đều ngừng sự cố do sự cố đường dây. Thì hiện nay thì toàn bộ cái phần kiến trúc thì cũng bị hư hỏng nhiều. Phần thiết bị thì có hư hỏng phần sân trạm, phần trung tâm nhiên liệu bị ngập lụt và phần cấp nước thô vào nhà máy bị ngập lụt. Hiện công tác kiểm kê khắc phục đang được các đơn vị gấp rút thực hiện. Tính đến 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, ngành điện đã hòa lưới 7 tổ máy bị ngừng cấp điện do ảnh hưởng của bão số 3. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đánh giá sẽ khôi phục cung cấp điện bình thường cho miền Bắc trong 2 ngày tới. Thưa quý vị, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết là từ chiều ngày 9 tháng 9, tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai do ảnh hưởng của mưa lũ. Từ chiều ngày 9 tháng 9, hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai sẽ tạm dừng. Trạm kiểm soát biên phòng phía Hà Khẩu, Trung Quốc đã cử người sang trạm biên phòng cửa khẩu Kim Thành của Việt Nam để thông báo về tình hình này. Cơ quan ngoại vụ Hà Khẩu cũng cho biết việc tạm dừng xuất nhập cảnh là cần thiết do nhà liên ngành của phía Trung Quốc đã gặp sự cố mất điện. Hoạt động này sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo mới từ hai bên. Người dân và doanh nghiệp cần lưu ý và theo dõi thông tin cập nhật. Sau thời gian dài đàm phán, chiều ngày 9 tháng 9 tại Hà Nội, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức lễ công bố xuất khẩu trái chanh leo của Việt Nam sang Úc và trái mận của Úc sang Việt Nam. Tại Việt Nam, diện tích trồng chanh leo mỗi năm trên 12.600 ha, tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên, với sản lượng 178.500 tấn. Quả chanh leo đã được xuất khẩu đến khoảng 20 nước trên thế giới dưới dạng quả tươi, đông lạnh và nước ép. Phải nói rằng là quả chanh leo của Việt Nam cũng khi vào thị trường Úc gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là thị trường Úc cũng là một trong những nước mà sản xuất ra chanh leo. Cả một cái quá trình sản xuất, thu hoạch và trước khi xuất khẩu là chúng ta đã kiểm soát tốt về mặt kiểm dịch thực vật, về an toàn thực phẩm cũng như toàn bộ các dịch trạng đi theo cái hàng hóa này. Sau buổi lễ công bố chung và ký kết văn bản thỏa thuận về chương trình xuất khẩu quả chanh leo và quả mận, chanh leo của Việt Nam sẽ chính thức được nhập khẩu vào Úc. Như vậy, chanh leo là quả tươi thứ 5 của Việt Nam, được phép nhập khẩu vào Úc cùng với các loại quả thanh long, vải, nhãn và xoài. Trong ngày hôm qua tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức diễn đàn khu vực về canh tác lúa phát thải thấp, hiện thực hóa tầm nhìn trên quy mô cảnh quan. Hiện nay, thế giới sản xuất khoảng 524 triệu tấn gạo mỗi năm, sản xuất lúa gạo cũng tạo ra 4,3% lượng khí thải nhà kính trong hệ thống sản xuất lương thực toàn cầu và 16% lượng khí thải mê tan trong nông nghiệp. Do đó, vai trò của ngành lúa gạo trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà hoạch định chính sách và xã hội. Diễn đàn canh tác lúa giảm phát thải thấp từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 đã thu hút đại biểu đến từ 24 quốc gia. Đây sẽ là cơ hội để các bên trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chính sách để thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính, khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất, chế biến, phân phối, thương mại theo hướng phát thải thấp bền vững cho các bên liên quan trong chuỗi giá trị lúa gạo nói riêng và hệ thống lương thực thực phẩm nói chung. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức diễn đàn du lịch cấp cao chuyển đổi xanh, du lịch Net Zero kiến tạo tương lai với sự tham dự của hơn 200 đại diện các nhà quản lý, ban bộ ngành trung ương, địa phương, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp cùng với các chuyên gia quốc tế, các nhà nghiên cứu về du lịch bền vững, môi trường và phát triển xanh. Các chuyên gia trong và ngoài nước cùng nhau trao đổi về xu hướng quốc tế trong phát triển ít phát thải, sự cần thiết của việc áp dụng công nghệ xanh trong quản lý du lịch, đưa ra các mô hình thành công và bài học kinh nghiệm từ các quốc gia khác trong việc đạt được mục tiêu Net Zero và cho rằng muốn thúc đẩy chuyển đổi xanh và du lịch bền vững, cần có chương trình hành động đồng bộ, có lộ trình cho các mục tiêu trung và dài hạn, tùy thuộc vào bối cảnh để từng bước chuyển đổi. Đặc biệt, thời gian tới, ngành du lịch phải có liên ngành và hợp tác đa tầng để có thể tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác đối thoại, phát triển, xây dựng một khuôn khổ tập trung vào phát triển công tư ở các cấp, bao gồm quốc gia, khu vực và toàn cầu. Diễn đàn không chỉ tạo ra không gian thảo luận mà còn là dịp để các bên liên quan cam kết thực hiện các giải pháp bền vững trong ngành du lịch, hoạch định các chính sách, nhanh chóng chuyển đổi từ du lịch nâu sang du lịch xanh, không chỉ góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch mà còn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Mới đây, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tổ chức họp báo công bố thông tin về Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10 tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm nay sẽ quy tụ khoảng 100 gian trưng bày và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ đột phá, tập trung vào lĩnh vực AI, bán dẫn và năng lượng xanh. Cùng với đó là các hội nghị, diễn đàn, chia sẻ những xu hướng công nghệ mới nhất, tạo cơ hội cho các start-up, doanh nghiệp và nhà đầu tư gặp gỡ, hợp tác, kết nối, đồng thời vinh danh, tri ân những cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo. Điểm nhấn của Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 là giải thưởng dành cho những lựa chọn tốt nhất với các hạng mục giải thưởng đa dạng và ngày càng đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Tại họp báo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cũng chính thức ra mắt nền tảng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Nền tảng là cầu nối hơn 2.000 thành viên tại các quốc gia trên khắp thế giới, tương tác, tạo ra những ý tưởng mới mẻ và hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9, báo Nhân dân tham gia các hoạt động và tổ chức gian hàng trưng bày về Việt Nam trong khu quốc tế tại hội báo Avante lần thứ 48 của Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha ở thành phố Seysan, thuộc ngoại ô thủ đô Lisbon. Hội báo Avante năm nay thu hút đông đảo người dân.